Hello các anh em, vừa đi nhậu với Doctor Stranger. Ok, chúng ta lại gặp nhau trong một video mới. Và trong cái chủ đề video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ đến với các anh em, nhất là với những bạn newbie là một, hoặc là những người mà có nhu cầu chỉ gọi vài chai thôi. Mình chia sẻ đến theo từng độ tuổi một bộ nước hoa mà chúng ta có thể sử dụng vào các mùa, các dịp. Và tất nhiên là nó cũng sẽ phải nhận được những lời khen ngợi của mọi người. Mỗi bộ khoảng 3 chai, để làm sao mà chúng ta sẽ cảm thấy rằng cái việc sử dụng nước hoa nó sẽ giúp chúng ta tự tin lên rất là nhiều. Đó, thì đấy là cái chủ đề của video ngày hôm nay. Và nếu như các bạn có lần đầu đến với video này của mình, thì mình rất hy vọng các bạn bấm like và subscribe để chúng ta còn gặp lại nhau được nhiều hơn. Còn bây giờ, anh em mình hãy đi đến với chủ đề của video ngày hôm nay. Bộ nước hoa cho những người newbie hoặc là những người có nhu cầu sử dụng nước hoa không cần quá nhiều. Ok, let's go. Trước tiên là từ độ tuổi 18 đến 20. Với quan điểm của mình trong cái giai đoạn này, thì các bạn khi mà sử dụng nước hoa, chúng ta không cần thiết hoặc là chưa cần thiết phải tìm, phải mua những cái chai nước hoa mà nó có cái sự thể hiện cá tính, nó có cái sự thể hiện gai góc trong con người của chúng ta. Bởi vì dù sao đa phần cái độ tầm cái giai đoạn này thì chúng ta nhìn nhận cái cuộc đời hoặc là những cái đánh giá vấn đề chúng ta nó vẫn còn hết sức là chú thỏ vàng ngơ ngác đó, chú thỏ ngơ ngác hoặc là một cái gì đấy nó rất là màu hồng. Thì cái việc sử dụng mùi hương chỉ nên dừng ở mức độ nhẹ nhàng và sạch sẽ, thơm tho, ít nhất là giống như kiểu là một chàng trai mới lớn đó, chúng ta có một cái mùi hương thơm tự nhiên thì nó sẽ hợp hơn với cái độ tuổi tầm từ 18 đến 20. Do vậy, trong cái giai đoạn tuổi này, mình nghĩ rằng một vài chai nước hoa các bạn nên tham khảo. Đầu tiên đó là CK1. Đây là một mùi hương có thể gọi là rất rất là nổi bật của nhà Calvin Klein. Nhà nước hoa CK này thì bởi vì cái dạng như kiểu cái style của họ từ thời trang cho đến như kiểu cái cách tiếp cận của họ với cái khách hàng ấy thì đều hướng đến thanh niên, cho nên là về cái mùi hương của họ cũng thế. CK1 là một cái mùi hương có cái nói thêm là có cái nét gọi thế nào nhỉ, tương đồng rất là lớn với Clyde Christian number 1 phiên bản của nữ đó, cho nên là các anh em có thể thấy rằng kể cả những nhà nước hoa xa xỉ đôi khi cũng còn phải copy mùi những cái chai nước hoa mà có cái giá trị thấp hơn rất là nhiều. Cho nên chúng ta không cần phải là cảm thấy rằng tại sao lại phải mua một chai nước hoa quá là rẻ, quá là gọi là giá trị thấp. Nhưng mà đấy, Clyde Christian, một thương hiệu xa xỉ bậc nhất, cũng còn phải clone lại mùi thì chúng ta cũng đừng nên tủi thân đó. Quay trở lại với mùi hương thì đấy là một cái mùi hương nó có thể gọi là mang những cái nét đặc trưng tiêu biểu của một người thanh niên 18 đến 20. Mùi hương rất là nhẹ nhàng, mùi hương của trái cây, một chút hoa, một chút citrus mix cùng mùi hương floral. Thì mình tin chắc rằng tất cả những anh em nào tầm cái độ tuổi thanh niên xịt chai nước hoa đấy thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng nó rất là dễ sử dụng, nó rất là dễ xài đó. Thì đấy là chai nước hoa đầu tiên. Chai nước hoa thứ hai mình thích mọi người sử dụng chai nước hoa này, nhưng mình không rõ là bây giờ còn có thể kiếm được hay không, đó là Clinique Happy for Men. Đây là một mùi hương với sự kết hợp của bergamot, một chút xạ, rất rất là soapy, một mùi hương rất là sạch sẽ. Đây là mà một mùi hương mà ví dụ như chúng ta xịt thì lúc nào mình sẽ cảm giác rằng giống như kiểu chúng ta vừa trong nhà tắm bước ra một cái mùi hương xà bông, một cái mùi hương đại khái là một cái gì đấy nó rất là sạch sẽ, nó bám quanh chúng ta. Thì mình nghĩ rằng như thế là đủ, không cần thiết phải đao to búa lớn làm gì cả. Với độ tuổi tầm từ 18 đến 20, chúng ta hãy làm sao để cho mọi người cảm thấy rằng chúng ta thơm tho một cách tự nhiên cũng đã là một cái sự thành công rồi. Đừng cố gọi là cố tỏ ra vẻ là trưởng thành, cố tỏ ra vẻ là một cái gì đấy nó trước tuổi. Đôi khi những cái gì cố nó cũng không phải là hay. Đấy, thì CK1 hoặc là Clinique Happy for Men là sử dụng trong mùa hè. Còn mùa đông chúng ta nên sử dụng chai nước hoa nào thì với mình thì các bạn có thể tham khảo Versace Eros. Tất nhiên ở đây thì Eros kể cả những người lớn tuổi hơn vẫn có thể sử dụng được, nhưng tựu chung lại với một cái mùi hương ngọt, mình nghĩ rằng là tầm từ 18 đến 20 chúng ta có thể hoàn toàn có thể xịt được, không thành vấn đề. Quan trọng làm sao mà đừng nên tiết chế khi xịt, đừng xịt quá nhiều thì nó sẽ gây một cái tác dụng, nó có khi còn phản tác dụng. Nhưng nếu như chúng ta biết sử dụng một cách đúng chỗ đó và xịt một cách vừa đủ thì rất là ok.
Do vậy với độ tuổi từ 18 đến 20, cá nhân mình nghĩ rằng có ba chai nước hoa, đó là Secret One, Clinique Happy for Men mở ngoặc, hoặc là Nautica Voyage. Nếu như chúng ta không thể tìm được chai nước hoa này, Nautica Voyage thì mình nói quá nhiều rồi, bây giờ thì mình không cần nói lại. Và mùa đông, đó là Versace Eros cho độ tuổi từ 18 đến 20. Ok, tiếp theo là từ độ tuổi 20 đến 25. Đây là một cái giai đoạn bước ngoặt đối với tất cả các anh em chúng ta, bởi vì có rất là nhiều những cái thay đổi. Đầu tiên đó là cuộc sống tự do, không còn bị phải là kèm cặp của các bị bố lão nữa. Chúng ta sẽ có nhiều mối quan hệ hơn, ví dụ như là các anh em sinh viên cùng lớp, hoặc là những cái mối quan hệ ở ngoài xã hội, đi nhậu nhẹt nhiều, một dạng kiểu như thế, thì bắt đầu có thể là cả yêu đương linh tinh. Nói chung đấy, thì cái độ tuổi tầm giai đoạn từ 20-25 chúng ta sẽ có rất rất nhiều những cái thay đổi. Thì điều đó đồng nghĩa rằng cái việc sử dụng mùi hương của chúng ta nó cũng sẽ phải có những cái thay đổi. Chúng ta sẽ cần những cái mùi hương, tất nhiên là nó sẽ vẫn thơm, nhưng ở đấy nó sẽ cần có một cái gì đấy, nó một chút cá tính, một chút loạn, nổi loạn. Và nó thể hiện được rõ cái cá tính của các anh em chúng ta. Giai đoạn từ 20 đến 25 là chúng ta có thể bắt đầu có thể sử dụng những cái chai nước hoa kiểu dạng như thế rồi. Thì với mùi hương của mùa hè, cá nhân mình thì mình thấy rằng các anh em có thể tham khảo bộ đôi sản phẩm của nhà Dolce & Gabbana, và nó có tên là Light Blue, hoặc là phiên bản All Intense, hoặc là phiên bản Light Blue Forever. Đấy đều là hai mùi hương dành cho mùa hè, và nó có đảm bảo được đủ những cái yếu tố của một người trẻ tuổi cần, đó là năng động, bám mùi tốt, đa dụng, linh hoạt. Chúng ta có thể sử dụng vào trong các dịp của mùa hè không thành vấn đề. Đó, thì chai nước hoa đầu tiên đó là Light Blue của nhà Dolce & Gabbana, hoặc là phiên bản All Intense, hoặc là phiên bản Forever, không thành vấn đề. Miễn là làm sao mà chúng ta cảm thấy thích mùa nào thì chúng ta chọn thôi. Đó, thì đấy là mùa hè. Chai nước hoa tiếp theo đó là Yves Saint Laurent White Eau de Parfum. Sẽ rất là thiếu sót nếu như không nhắc đến chai nước hoa này cho cái độ tuổi tầm từ 20 đến 25. Về bản chất, đây là cái mùi hương nó giống như kiểu một cái bản mix, hoặc là một cái bản nhạc nào đấy mà nó có cái sự kết hợp một chút của Dior Sauvage, một chút của Versace Eros để tạo nên cái phong cách mùi của YSL White Eau de Parfum. Cho nên điều đó đồng nghĩa rằng với việc sở hữu chai nước hoa đấy thì chúng ta sẽ làm có một cái mùi hương nó rất là đa dụng trong mùa lạnh. Đó, cái giai đoạn mùa thu đông ấy, thì chúng ta sẽ có một cái mùi hương nó rất là đa dụng, nó rất là thu hút, nhận được nhiều lời khen và bám mùi cũng rất là tốt. Đó, thì đấy là một cái bài toán gọi là rất là kinh tế cho các anh em nào mà không có quá nhiều cái nhu cầu sử dụng nước hoa, nhưng chúng ta thích những cái mùi hương nó phải thơm tho, nó phải bám lâu, bla bla bla, đại loại kiểu như thế. Thì chai nước hoa thứ hai đó là Yves Saint Laurent White Eau de Parfum. Và chai cuối cùng, mình nghĩ rằng ví dụ như trong những cái dịp mà chúng ta cần một cái mùi hương mà nó phải giống như kiểu có thể là một cái buổi giao lưu, hoặc là một cái party, hoặc là karaoke, tất nhiên là chúng ta sẽ phải có những cái dịp đấy, và chúng ta thích một cái mùi hương làm sao mà nó phải gọi là hơi đặc biệt một chút, một dạng kiểu như thế. Một cái mùi hương nó phải có cái sự cá tính một chút, để làm sao mà đêm nay nó phải bùng cháy, thì chai nước hoa nào? Đó là DG Fuel for Life. Một cái mùi hương nồng nàn, ngọt ngào và rất là khác biệt. Kể cả những chai nước hoa đắt tiền hơn thì mình cũng chưa giờ mình thấy có một cái mùi hương nào giống với cái sản phẩm của nhà DG. Cộng thêm với cái mùi hương rất là, nói chung là rất là mời gọi. Đó, thì nếu như các bạn nào thích một cái mùi hương cho vào một cái dịp nào đấy mà chúng ta muốn thể hiện cái sự khác biệt, một cái điểm nhấn trong cái buổi tối hôm đấy, thì DG Fuel of Life là cái mùi hương mình sẽ giới thiệu đến cho các anh em. Thì cái giai đoạn tầm từ 20 đến 25 mình nhắc lại, đó là YSL White Eau de Parfum cho thu đông, DG Fuel of Life cho những cái dịp đặc biệt, và trong mùa hè thì đó là All Intense, Light Blue All Intense, hoặc là Light Blue Forever cho các dịp đó. Thì là đấy là từ 20 đến 25. Ok, sau đó là từ 25 đến 30. Đây là một cái giai đoạn mà nếu như mà các anh em nào mà có năng lực hoặc là may mắn chẳng hạn, thì chúng ta sẽ ổn định
về công việc, thu nhập lúc đấy cũng bắt đầu là lên rồi, để ví cũng dày hơn rồi, thì lúc đấy chúng ta sẽ có những cái dịp mà nó sẽ phải lịch sự hơn, sẽ có những cái buổi giao lưu mà nó nặng đô hơn, và sẽ có những buổi hẹn hò nó sâu lắng hơn, kiểu như thế. Thì chai nước hoa nào mà chúng ta nên sử dụng trong giai đoạn này? Ở đây thì chai đầu tiên đó là cho đi làm, đó là Pradalone. Pradalone thì mình nói rất là nhiều trong những video trước rồi, một cái mùi hương có thể gọi là, nói thế nào nhỉ, khi mà nhắc đến cho đi làm trong văn phòng mà thì không thể không nói đến Pradalone, với một cái mùi hương có iris, một cái mùi hương rất là sạch sẽ, nam tính. Bất kỳ một anh em nào khi mà chúng ta có một cái phong cách ví dụ như là quần âu, áo sơ mi và chúng ta xịt thêm Pradalone thì không cần phải nói nhiều về chai nước hoa đấy. Thì để đi làm, để gọi là một anh nhân viên văn phòng rất là lịch sự, rất là một cái gì đấy, thì Pradalone là chai nước hoa đầu tiên mà mình muốn nói đến. Đấy là trong mùa hè luôn, mình nghĩ rằng bởi vì tầm đấy thì chúng ta hay đa phần là trong văn phòng điều hòa máy lạnh, thì Pradalone là ok, sử dụng trong mùa hè là thoải mái. Tiếp nữa đó là Guerlain Long Eau de Toilette bản EDT, với một cái tông mùi của hạnh nhân, một cái vị ngậy của hạnh nhân cộng thêm cái gì nhỉ, mình chỉ nhớ ra đấy là có nốt hạnh nhân, nó là tiêu biểu, còn lại thì nó chỉ là nốt phụ mà thôi. Nhưng nói lại một chút, đấy là một chai nước hoa mình cảm thấy rất là hợp vào trong những cái khoảng thời gian mà bắt đầu nó bớt nóng và bắt đầu nó chuyển dần sang lạnh, xịt chai nước hoa đấy thì gọi là bao phê. Và điểm nữa đó là nó rất là linh hoạt đó, cứ miễn làm sao bắt đầu đang cái giai đoạn bắt đầu vào chuẩn bị hết nóng, bắt đầu chuẩn bị vào lạnh, thì một cái mùi hương mà nó vừa đủ cho tất cả các dịp, thì mình nghĩ rằng đó là Guerlain Long EDT Eau de Toilette là rất là thích hợp đó. Và cái độ tuổi tầm từ 25 đến 30 này để mà đi chơi, để gọi là đi bay một cái gì đấy, chai nước hoa nào mình cho rằng đó là Jean Paul Gaultier Entremet, rất là thích hợp, một cái tông mùi của vani cộng với lê rất là power, rất là gọi là khủng khiếp, cả hai kết hợp lại cùng với nhau. Và mình cho rằng cái tầm giai đoạn này thì sử dụng Entremet là cực đẹp, không có một cái gì cả, không có một cái gì để mà gọi là phải lăn tăn, không có một cái gì phải thắc mắc cả đó. Thì từ 25 đến 30 ba chai nước hoa đó là Pradalone, Guerlain Long Eau de Toilette và Jean Paul Gaultier Entremet, ba chai nước hoa là mình thấy rằng rất là ok cho các anh em nào tầm từ 25 đến 30. Ok, cuối cùng đó là trên 30. Cái giai đoạn này thì cái đầu tiên đó là chúng ta đã có cái trải nghiệm rồi, chúng ta đã có giống như kiểu nó từng trải rồi ấy. Nói chung là văn võ đều đã được tôi luyện hết cả rồi, thì cái bản chất mùi hương chúng ta cũng sẽ phải như thế, nó sẽ vẫn phải có một cái gì đó của một người đàn ông đã trưởng thành, một người đàn ông đã trưởng thành, nam tính, và đôi khi nó cần phải có một cái gì đấy nó cũng giống như kiểu một cái gì đấy nó rất khá là hơi sâu lắng một chút, để cho mọi người cảm thấy nó giống như là nó một cái gì đấy nó nhân tố X trong con người của chúng ta, một dạng kiểu như thế. Thì với mùa hè đi, mùa hè và để chủ yếu thì tất nhiên là anh em mình vẫn đi làm, cái tầm này anh em mình thì ngoài đi làm hoặc là đi cà phê, mình nghĩ rằng là còn những cái gì khác, nhưng mà chủ yếu là đi làm và đi cà phê, bởi vì lúc đấy tầm này vợ con rồi thì những cái buổi đi chơi nó xóa sượi, nó cũng sẽ bị hạn chế đi. Thì mình nghĩ rằng chai nước hoa nên sử dụng vào cái giai đoạn mùa hè này đó là Hermès H24 đó. Cũng có rất là nhiều những cái ý kiến về mùi hương của chai nước hoa này, một cái mùi hương nó giống như kiểu không phải là nó sẽ giống như là một cái mảnh ghép cùng với cái style của các anh em để làm bật lên đó, chứ không phải là chúng ta cần một cái hình xăm ở trên tay để thể hiện cho mọi người là như thế này, là nhìn đi có nhìn thấy hình xăm hay không, một dạng kiểu đó, thì nó không phải. Mà H24 nó giống như kiểu nó sẽ là một cái áo sơ mi để hòa cùng của chúng ta, một cái đồng hồ để
mix cùng với cái phong cách của các anh em mình, và chúng ta sẽ, mọi người sẽ cảm thấy à, người thấy sẽ rất là sang, một người sẽ thấy rất là đàn ông, người sẽ thấy rất là nam tính, một dạng kiểu thế. Chai nữa đó là chai This Is Him. Chai này chắc chắn là dùng cho mùa đông rồi, bởi vì với một cái tông mùi của nhang, của gỗ đàn hương và một chút vani, một mùi hương dày, một chút hơi u tối, thì tầm từ 30 đến 35, à trên 35 chứ, trên 30, trên 30 sử dụng chai nước hoa này thì quá là hợp lý. Một cái gì đấy nó đã trưởng thành, một cái gì đấy nó đã, có nghĩa là nếm mùi đời rồi, thì một cái mùi hương nó một, cũng là một cái phong cách như thế, thì chai This Is Him là rất rất thích hợp đó. Và chai nước hoa cuối cùng mình muốn nói đến ở đây đó là Dior Homme Intense, đặc biệt thích hợp khi mà chúng ta muốn một dạng kiểu như là thế nào, có thể buổi sáng thì chúng ta rất là đạo mạo, nhưng đến buổi tối thì không biết đâu mà lần một dạng như kiểu transform, biến hình bất ngờ gì đấy, thật không thể tin nổi, một dạng kiểu như thế. Thì Dior Homme Intense sẽ là một cái mùi hương dạng kiểu như thế, nó giống như một buổi sáng chúng ta có thể đang rất rất là đĩnh đạc, quần áo sơ mi rất là lịch sự, nhưng đến buổi tối chúng ta có thể phanh ra và chúng ta sẽ là một cái bad boy của đêm nay, một dạng kiểu như thế. Thì mùi hương nào mình nghĩ rằng là nó thích hợp đó là Dior Homme Intense. Thì tổng kết lại, mùi hương của trên 30 đó là Dior Homme Intense MS H24 và Tragic This Is Him đó. Thì vừa xong trong video này, mình chia sẻ đến cho các bạn nào mà newbie, hoặc là chúng ta không cần có nhu cầu quá nhiều nước hoa, bộ nước hoa cho từng giai đoạn độ tuổi chúng ta nên sử dụng chai nước hoa nào. Mình nghĩ rằng là không phải trong tất cả chúng ta ai cũng sẽ thích những cái mùi hương mà mình lựa chọn ra, nhưng có một điều mình có thể cảm thấy là khoảng tầm từ 60 đến 70%, đó là khi chúng ta chỉ, kể cả chúng ta không thích, nhưng mọi người sẽ vẫn có những lời khen ngợi đối với các anh em nếu như mà sử dụng đó. Thì video của mình đến đây là hết, rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.